Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong một buổi chiều ngày 9 tháng 6 năm 2023. Bây giờ là 17 giờ và em đang có mặt trên đường Nguyễn Thiện Thuật thuộc địa phận quận 3 Sài Gòn. Trong video ngày hôm nay, em mời quý vị cùng em dạo quanh một số tuyến đường ở khu vực quận 3 như đường Nguyễn Thiện Thuật, thì chúng ta sẽ ghé chợ Bàn Cờ và chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Sau đó chúng ta sẽ đi dọc đường Điện Biên Phủ, tức là đường Phan Thanh Giản xưa, để về lại đường Tự Do. Sài Gòn huyên náo là thế, đâu đâu thì cũng có tiếng xe gầm dưới đường, rồi tiếng người hòa vào phố. Tuy nhiên, đối với những người yêu âm nhạc và thích những cái loại nhạc cụ thì mọi người sẽ biết đến con đường Nguyễn Thiện Thuật này. Đây là con đường chuyên bán về các loại nhạc cụ. Con đường này cũng rất là nổi tiếng về những quán cà phê. Xưa có quán cà phê Nam Dưỡng rất là nổi tiếng ở khu vực này. Tuy nhiên thì nay quán cà phê Nam Dưỡng nó không còn nữa quý vị. Chúng ta đang ở góc giao nhau giữa Nguyễn Thiện Thuật và Nguyễn Đình Chiểu, tức là đường Phan Đình Phùng xưa. Và đi thẳng đoạn đường này thì quý cô chú anh chị các bạn có thể đến được chợ Bàn Cờ và chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Em sẽ rẽ phải qua chợ Bàn Cờ. Cổng chính của chợ Bàn Cờ thì nằm trên đường Phan Đình Phùng. Tuy nhiên thì em rẽ qua cái hẻm nhỏ này để tiện đường đi. Vào buổi chiều thì ở đây bán các loại ốc, hải sản. Ở đây cũng là cái phố ẩm thực các quý vị. Vào buổi chiều chút nữa thôi thì ở đây nó đông nghẹt người luôn. Tuy nhiên bây giờ thì mới 5 giờ thôi, cũng chưa có nhiều khách lắm. Em sẽ đi dọc vào chợ Bàn Cờ để cho quý vị xem coi buổi chiều ở trong chợ nó có hoạt động không nha. Bữa trước thì trên kênh em cũng có một cái clip em quay về chợ Bàn Cờ vào buổi sáng á, thì nó rất tấp nập và đông đúc. Nhưng mà hôm nay chúng ta đi vào buổi chiều để xem chợ chiều ở chợ Bàn Cờ sẽ như thế nào. Dân Sài Gòn thì không ai xa lạ với chợ Bàn Cờ, vì đây là khu chợ nổi tiếng về chuyên bán đồ si quý vị. Đồ si tức là đồ mà người ta đã mặc rồi và bán lại. Đồ si thì cũng đa dạng mẫu mã và đa dạng về giá nữa. Đồ mới thì họ bán giá khác. Như ở đây, ở hai bên đường khu vực này luôn á, thì là những cái shop đồ si nè. Với những tín đồ nghiện đồ si á, thì họ đặt cho khu chợ này một cái tên rất là dí dỏm, đó là chợ Đại Cát Tìm Vàng. Vì trong những cái đống đồ si này á, nếu mà quý vị chịu khó ngồi tìm á, thì có thể tìm ra những cái món đồ nó rất là giá trị và họ quý như là vàng nha quý vị. Trong những cái đống túi xách, rồi quần áo, giày dép này nè, có những cái mặt hàng mà thương hiệu rất là đắt đỏ. Với những người chịu khó và là những cái tín đồ chuyên dùng hàng si á, thì họ sẽ tìm được những cái món hàng ưng ý rất là giá trị trong những cái đống đồ si như vậy. Thường thì giá dao động chỉ từ mấy chục ngàn thôi, 50-60 ngàn cho đến 100 mấy ngàn một túi xách hoặc là một đôi giày dép. Chúng ta đang đi trên đường Bàn Cờ này. Em đi dọc con đường này để đi vào trong cái khu chợ mà bữa trước em có đi vào buổi sáng á. Thì ở khu vực này họ bán rất là nhiều rau củ, rồi tôm cá, mắm muối ở khu vực này. Với những khu chợ khác á, thì chợ chiều nó cũng đông đúc tấp nập lắm. Tại vì mọi người đi làm về thì cũng ghé chợ để mà mua những cái rau củ quả về nấu cho gia đình. Tuy nhiên thì em đi vào trong khu chợ Bàn Cờ thì không có buôn bán quý vị. Họ dẹp hết các sạp bán rau củ quả rồi. Chỉ còn lại một vài cái tiệm họ bán hải sản. Buổi sáng thì trong chợ này rất là tấp nập, bán các loại rau củ quả, rồi tôm cá. Rồi bà con cũng bán là các loại đồ si, họ đổ đóng, chắc đóng, rồi ai muốn lựa gì thì lựa. Tuy nhiên vào buổi chiều thì không còn những cái gian hàng đó nữa quý vị. Chỉ còn lại một vài cái gian hàng họ bán hải sản. Cái này thì buổi chiều tối thì chắc là đông, còn giờ này thì mọi thứ họ đã dẹp hết rồi. Cũng rất là lạ, tại vì chợ chiều ở Sài Gòn nó cũng đông lắm, chứ không có tình trạng mà dẹp hết như thế này. Vậy là chợ Bàn Cờ chỉ bán được vài tiếng vào buổi sáng thôi, còn buổi chiều tối thì nhường chỗ cho những cái khu ẩm thực. Khu này cũng là khu ẩm thực Bàn Cờ quý vị. Nhưng mà giờ này thì em đi cũng khá sớm nên cũng chưa có nhiều cái gian hàng họ mở ra. Em chạy thẳng con đường này để chúng ta qua khu vực chung cư Nguyễn Thiện Thuật nha. Muốn hiểu được đời sống của người dân ở khu vực nào thì mời quý vị hãy đến những khu chợ và đặc biệt là đến những cái khu chung cư. Những nơi này thì quý vị có thể nhìn thấy được rõ nét nhất cái đời sống của người dân. Một số khán giả mới đăng ký kênh á, thì có lẽ là rất là ngạc nhiên. Không biết con bé này nó làm gì mà suốt ngày nó cứ lang thang ở những khu chợ và những cái khu chung cư, khu lao động nghèo như thế này.
Nhưng mà thật ra nếu mà để tìm hiểu về đời sống người dân á quý vị, thì chỉ có những nơi như thế này thì chúng ta mới biết được người dân sống như thế nào và cuộc sống của người dân Sài Gòn mình hiện nay ra sao. Có một Sài Gòn thuộc nhỏ nằm giấu mình trong cái khu chung cư Nguyễn Thiện Thuật, nơi mà không xô bồ cũng không náo nhiệt. Ở những nơi như thế này, quý vị có thể thả mình lại dạo chơi một vòng, cảm nhận một Sài Gòn thu nhỏ, bình dị và thân thương. Được biết thì chung cư được xây dựng vào thời Mỹ, tức là đến nay cũng đã hơn 50 năm. Vào năm 1968 thì mang nhiều sự thay đổi của Sài Gòn, không nằm ngoài sự cuồng quay của sự xáo trộn. Chung cư Nguyễn Thường Thuật này cũng đã lột xác qua nhiều biến cố lớn để tồn tại đến bây giờ, trở thành một biểu tượng khắc ghi về tính cách rồi cả một cái hồn của người Sài Gòn nằm trong khu chung cư này. Trải qua hơn nửa thế kỷ, 11 lô nhà ở trong khu chung cư Nguyễn Thường Thuật với khoảng hơn 1.000 hộ dân mà phần lớn là người lao động nghèo. Chung cư Nguyễn Thiện Thuật bây giờ thì quý vị nhìn thấy nó rõ nét hoài cổ. Với những người thích sự sang trọng và hào nhoáng thì đa phần sẽ thật lưỡi, dè biểu với những cái nét rêu phong. Chung cư cổ rồi nên cũng có rất là nhiều cái vết nứt trên tường. Những người làm ăn khấm khá và giàu có thì đa phần cũng đều tháo chạy khỏi những cái khu vực như thế này. Chỉ còn lại đây là những hộ lao động nghèo. Họ cố bám trụ lại ở khu vực này để mà có chỗ che nắng che mưa. Quý vị thấy ở đây những khu chung cư nó đều phủ lên một cái màu xanh pastel rất là dịu mắt. Đây cũng là cái màu đặc trưng ở những cái khu chung cư cổ ở Sài Gòn. Sài Gòn mình có rất là nhiều cái khu chung cư cổ như thế này. Đợt trước thì em cũng có qua chung cư Phổ Quang thì nó cũng có cái màu xanh như vậy. Tuy nhiên thì chung cư Phổ Quang nó xuống cấp nhiều hơn ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Đây đường nó gồ ghề, xe em đi giống như là xe ngựa vậy, không biết là cái gì nó keo nữa. Trong khu chung cư này á, quý vị thấy những cái hình ảnh mà mọi người ra ngoài sân để mà chơi á, ngồi trên những cái bàn đá như thế này nè. Những cái hình ảnh như vậy á, không có ở những khu chung cư cao cấp đâu quý vị. Chỉ có những khu lao động nghèo như thế này mới có những cái hình ảnh đó thôi. Chung cư Nguyễn Thiện Thuật là một trong số những cái khu dân cư được thiết kế theo dạng hộp còn sót lại ở Sài Gòn. Trước đây toàn khu chủ yếu là những nhà nhỏ liền kề. Biến cố Mậu Thân năm 1968 thì khu này bị cháy lớn. Chính quyền khi ấy đã xây nên một khu dân cư lấy tên là Nguyễn Thiện Thuật, cùng tên với con đường này. Người dân mà có nhà bị cháy thì được bốc thăm để chọn số hộ. Chung cư được xây dựng bởi những cái khu nhà đối xứng, dọc những hành lang xung quanh á, thì tạo sự gắn kết cao về lối sống cộng đồng. Các tầng trệt ở bên dưới á, thì tận dụng làm shop rồi những cái gian hàng bán ẩm thực, cà phê. Những cái con đường, những cái khoảng trống giữa chung cư á, thì người dân tận dụng tạo nên một cái khoảng trống để mà buôn bán những cái loại ẩm thực, đồ ăn thức uống. Trước đại dịch Covid á, thì ở khu này là cái làng ẩm thực Nguyễn Thiện Thuật rất là sầm uất và rất là đông đúc luôn á. Nhưng mà nay thì những cái khu ẩm thực nó cũng vắng khách dần, tại vì khắp đường phố Sài Gòn luôn á, rất là nhiều cái khu ẩm thực. Nhưng mà không phải khu ẩm thực nào nó cũng đông khách. Gần đây thì có khu ẩm thực Nguyễn Thiện Thuật nè, rồi khu ẩm thực Bàn Cờ, khu ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền, rất là nhiều khu ẩm thực luôn á. Rồi có khu ẩm thực Vườn Chuối nữa. Nhưng mà hầu hết nó đều vắng quý vị, nó không có được đông đúc đâu. Đông đúc và tấp nập nhất chỉ có là khu ẩm thực Hồ Thị Kỷ thôi, thì nó mới đông đúc và náo nhiệt. Còn hầu hết những khu ẩm thực khác trên đường phố Sài Gòn á, đều vắng khách sau đại dịch Covid. Em ra lại đường Nguyễn Thiện Thuật để chúng ta đi tới đường Điện Biên Phủ, tức là đường Phan Thanh Giản xưa. Hồi nãy ở trong khu chung cư á, thì em muốn chia sẻ đến quý vị cái việc mà EVN sẽ bị thanh tra vào ngày mai, tức là ngày mà em phát sóng cái video này á. Như quý vị biết á, thì khoảng một tháng trở lại đây á, tình trạng cúp điện diễn ra tràn lan ở Sài Gòn và ở Hà Nội, những cái thành phố lớn quý vị, cúp điện thường xuyên và triền miên luôn á. Thời tiết vào thời điểm này á, người ta nói là trăm năm mới có một, thiêu đốt cả Đông Nam Á luôn quý vị. Ở Thái Lan ghi nhận nắng nóng nhất trong lịch sử với mức nhiệt độ lên tới 45,4 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở Lào duy trì ở mức 43,5 độ C liên tục trong nhiều ngày. Tại Tương Dương, Nghệ An, nhiệt độ cao nhất là 44,2 độ C. Phải nói với cái nhiệt độ như thế này mà
cúp điện. Rồi ở những cái vùng nông thôn thì nó còn đỡ quý vị. Còn ở những nơi thành thị như Sài Gòn rồi Hà Nội là khắp đường phố luôn, nó là một cái khối bê tông mà, nên rất là nóng và oi bức. Đặc biệt là những cái khu chung cư, họ sống trong những cái khu vực tập thể, cúp điện thì vừa tối vừa ngộp thở nữa quý vị. Trong đó đâu có nhiều không khí nó lưu thông đâu. Rất là nhiều cái tai nạn xảy ra chỉ vì là cúp điện thôi quý vị. Cúp điện rất là đột xuất luôn á. Những cái khu chung cư thì người ta đi bằng thang máy mà, đang đi như vậy ở bên trong á, vậy mà cúp điện rồi kẹt người ở bên trong á. Rất là nhiều cái trường hợp bị kẹt ở trong cái những cái thang máy luôn á. Rồi cái trường hợp đáng tiếc mà cúp điện ban đêm, mà cúp điện cả đêm 8 tiếng đồng hồ, rồi ba cha con đi ra ngoài ô tô để mà ngủ, bị ngộp khí ga. Ba cha con trong một gia đình, một người thì bị tử vong, còn hai người còn lại thì bị nguy kịch, đang điều trị ở bệnh viện. Cúp điện như vậy thì các nhà máy, các xí nghiệp họ phải ngừng sản xuất, họ phải cho công nhân nghỉ và không thể tiếp tục sản xuất nữa quý vị. Phải nói cái thời buổi khó khăn này mà công nhân có việc làm là đã mừng rồi. Rồi những cái nhà máy, những cái xí nghiệp mà có đơn hàng để mà sản xuất thì phải nói mừng khôn xiết luôn quý vị. Vậy mà cái tình trạng cúp điện thì có đơn hàng mà có công nhân thì lại không có điện để mà làm. Rồi cúp điện công nhân phải ngừng làm việc thì họ cũng đâu có được lãnh lương đâu. Nên phải nói là tổn thất rất là nhiều cho doanh nghiệp rồi cho những người lao động nữa. Những chung cư, những cái hộ nghèo thì cúp điện cũng cố mà chịu thôi quý vị, cũng không biết làm cách nào khác. Còn với những cái hộ dân mà nhà giàu, họ sống trong những căn hộ cao cấp á, ở trên báo vừa mới đăng thì họ chịu chi ra 200 triệu cho một giờ để mà chạy máy phát điện cho cái khu chung cư đó. Phải nói là một cái số tiền rất là khủng luôn á. Họ chấp nhận bỏ ra 200 triệu để mà chạy máy phát điện trong một giờ. Thì quý vị nói là cái nhiệt độ nó nóng đến mức nào mà người ta không chịu nổi và phải cắn răng bỏ tiền ra để mà chạy máy phát điện. Chưa dừng lại ở đó, tình trạng cúp điện sẽ còn kéo dài nữa. Vì mới đây họ ra một cái thông báo là 9 hồ thủy điện ở mức nước chết và 11 nhà máy phải dừng phát điện. Những năm trước thì cái tình trạng cúp điện này nó không kéo dài dai dẳng như vậy đâu quý vị. Năm nay thì xui một cái là vào cái năm mà nóng đỉnh điểm và nóng kỷ lục 100 năm mới có một lần luôn, thì lại diễn ra cái tình trạng cúp điện triền miên như thế này. Và EVN báo là đang lỗ, lỗ rất là nhiều luôn á, lên tới 1,1 tỷ USD. Họ cũng đã tăng giá điện 3% vào tháng 5. Sau khi tăng giá điện thì họ lại tiếp tục báo lỗ và nóng lòng để mà tăng giá điện lần 2 vào tháng 9 này. Tuy nhiên thì bị sự phản đối rất là nhiều và đến thời điểm hiện tại thì họ vẫn chưa được xét để mà tăng giá điện quý vị. Chúng ta đang đi trên đường Điện Biên Phủ, tức là đường Phan Thanh Giản xưa. Đoạn đường này thì rất là lâu đời Sài Gòn này. Đi thẳng thì sẽ tới khu vực ngã tư Hàng Xanh, khu vực Bình Thạnh rồi bến xe Miền Đông. Đây là một cái con đường huyết mạch của Sài Gòn mình á. Bây giờ là giờ tan tầm rồi, hơn 5 giờ rồi quý vị. Nên trên đoạn đường này thì nó rất là đông các phương tiện lưu thông. Em dự định là sẽ đi hết con đường Điện Biên Phủ, tức là đường Phan Thanh Giản này, để cho quý vị có thể nhìn lại cái hình ảnh xưa. Tại vì đường này nó cũng khá là lâu đời rồi. Nhưng mà hôm nay đông xe quá quý vị. Em rẽ phải qua đường Nguyễn Thiện Hiền nha. Tại đường Điện Biên Phủ bây giờ nó kẹt xe nhiều quá. Đường Nguyễn Thiện Hiền thì nó nằm bên hông của chợ Vườn Chuối à. Đây là một, cũng là một cái con đường ẩm thực á, người ta gọi là phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền á. Nhưng mà hai bên đường thì họ cũng có bán những cái loại ẩm thực đường phố. Tuy nhiên thì nó cũng ít, nó cũng vắng khách đó quý vị. Tại vì nhiều khu vực ẩm thực quá. Đường phố Sài Gòn mình giống như là bị bội thực ẩm thực như quý vị. Đi trên khắp đường phố luôn á, chỗ nào cũng có bán thức ăn, thức uống, rồi đủ loại các loại hàng quán hết á. Em quay trở lại với trường hợp của EVN. Cũng rất là may mắn thì chiều hôm nay thì một cái thông tin mới nhất là ngày mai thì thanh tra sẽ vào cuộc để mà điều tra về việc mà ngưng cung cấp điện của EVN. Bộ trưởng Công Thương yêu cầu làm rõ việc EVN chủ động nhiên liệu cho các nhà máy, huy động nguồn điện như thế nào. Đoàn thanh tra bao gồm lãnh đạo một số cục vụ của Bộ Công Thương. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu đoàn thanh tra cần phải tiến hành khẩn trương, quyết liệt trong thời gian 30 ngày, kể cả ngày nghỉ.
Hôm nay ngày 9 tháng 6 thì Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với đoàn thanh tra chuyên ngành về điện. Buổi làm việc nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 6 tháng 6 về việc thành lập đoàn thanh tra theo yêu cầu quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực EVN từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 1 tháng 6 năm 2023. Đoàn thanh tra yêu cầu làm rõ việc cung ứng chủ đạo nhiên liệu của các nhà máy điện, vận hành hệ thống điện, huy động nguồn điện về mặt kỹ thuật, tính công bằng, vấn đề truyền tải và thực hiện huy động các nguồn năng lượng tái tạo để mà chuyển tiếp. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, để xảy ra tình trạng thiếu điện, dù bất kỳ lý do gì cũng cần phải chỉ rõ nguyên nhân, tìm ra giải pháp khắc phục để mà xử lý thỏa đáng và kịp thời. Đoàn thanh tra cũng tiến hành khẩn trương, quyết liệt trong thời gian 30 ngày, kể cả ngày nghỉ. Bộ trưởng cũng lưu ý, do đoàn thanh tra tiến hành công việc trong thời gian ngắn, làm việc liên tục kể cả ngày nghỉ, khối lượng công việc chắc chắn là sẽ nhiều, nên cần tăng cường công tác nhân lực về cả về số lượng và chất lượng để mà đảm bảo đáp ứng yêu cầu công tác. Các cán bộ tham gia đoàn thanh tra cần ưu tiên cao cho công việc, khẩn trương xây dựng kế hoạch thanh tra, đề cương để mà báo cáo cùng với việc lập đoàn thanh tra, cũng cần phải tiến hành lập đoàn giám sát thanh tra. Nghe được tin này mừng lắm quý vị, không biết là kết quả thanh tra sẽ như thế nào. Tuy nhiên thì đã có đoàn thanh tra họ vào cuộc rồi, thì cái tình trạng cúp điện này chắc chắn là sẽ được cải thiện. Tại vì bây giờ người dân của mình đang bị đói quý vị, đâu có mở đâu để mà ráng nữa. Cúp điện như thế này thì chỉ có ráng mở thôi. Mà giờ dân của mình thất nghiệp tràn lan hết rồi, công ăn việc làm thì không có, mở đâu ra để mà ráng quý vị. Giờ dân chỉ còn da bọc xương thôi. Chúng ta vẫn còn đi trên đường Nguyễn Thường Hiền. Đây là một cái đoạn đường rất là dài, nó kéo dài từ đường Phan Thanh Giản đến đường Hồng Thập Tự. Nguyên một con đường dài như vậy, nhưng mà chỉ có bán thức ăn thôi. Hai bên đường này quý vị thấy nè, trà sữa, rồi bánh mì, hủ tiếu, chân gà nướng, rồi cánh gà nướng, đủ loại hết quý vị. Mà đặc biệt ở trên đường phố Sài Gòn này có rất là nhiều quán trà sữa nha, rồi những cái loại mà thức uống thôi. Nó dao động những cái hàng quán vỉa hè như thế này á, thì nó dao động chỉ từ 20 đến 40 nghìn cho một ly trà sữa thôi. Còn trong những cái hàng quán mà có thương hiệu á, thì nó lên tới 80 mấy đến 100 mấy ngàn cho một ly trà sữa quý vị. Thì nó là giá rất là chênh lệch, cũng cùng một cái loại thôi, nhưng mà giá ở ngoài vỉa hè thì nó rất là rẻ. Cũng là trà sữa, nhưng mà loại trà sữa có thương hiệu và nằm trong những cái cửa hiệu á, thì nó lại cực kỳ mắc. Nhưng mà bây giờ các loại trà sữa thì cũng là take away thôi, cũng đâu có ngồi lại uống đâu. Rất là ít cái trường hợp mà có ngồi lại. Chúng ta đang đi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, tức là đường Hồng Thập Tự xưa. Đi thẳng con đường này thì quý vị sẽ tới công viên văn hóa Tàu Đàn, rồi tới khu vực đường Bách Tơ, đường Phạm Ngọc Thạch, Hồ Con Rùa, nhà thờ Đức Bà đâu à. Cũng chỉ đi trên cái con đường Hồng Thập Tự này thôi. Đi trên những cái con đường lớn này á, thì rất nhiều những cái cửa hàng, cửa hiệu và những cái thương hiệu họ có mặt ở trên những cái con đường lớn và đặc biệt như thế này á. Tuy nhiên thì đường nó khá là đông và cũng không có chỗ để xe hoặc là đậu xe lại á. Nên muốn ngừng lại mua cái gì hoặc là vào một cái shop nào á, thì cũng rất là ngại quý vị. Chúng ta đang ở góc giao nhau giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai, tức là đường Hồng Thập Tự, và đường Cách Mạng Tháng 8, tức là đường Lê Văn Duyệt xưa. Ở góc ngã tư này thì có một cái Phong Vũ nè, đây là một cái thương hiệu về hàng điện tử rất là nổi tiếng từ xưa đến nay luôn rồi.
Hồi xưa Phong Vũ thì nằm bên phía tay phải nè quý vị, có một cái mặt bằng rất là lớn ở bên phía tay phải. Tuy nhiên thì nay họ trả cái mặt bằng lớn đó rồi, chỉ còn qua lại cái Phong Vũ ở bên phía tay trái thôi. Mặt bằng nó nhỏ và nó cũng chỉ có một tầng thôi. Hồi xưa đi mua những cái đồ điện tử như máy tính rồi laptop đồ thì mọi người thường hay nghĩ đến Phong Vũ. Tuy nhiên thì nay nó cũng ế dần rồi quý vị, tại vì cũng có rất là nhiều cái shop khác nó bán, cạnh tranh rất nhiều. Nên bây giờ Phong Vũ hoặc là Nguyễn Kim đồ nó cũng vắng khách. Bên phía tay phải màn hình đó chính là khu công viên văn hóa Tàu Đàn. Còn bên đối diện công viên văn hóa Tàu Đàn có một cái bò bít tết Nam Sơn rất là nổi tiếng. Giờ bò bít tết Nam Sơn thì họ chuyển vào trong một cái con hẻm á quý vị. Con hẻm cũng lớn và ở trong đó là một cái nhà hàng rất là to luôn. Bên phía tay phải đối diện công viên văn hóa Tàu Đàn ở địa chỉ 196 Nguyễn Thị Minh Khai là phòng xuất nhập cảnh công an thành phố. Nếu mà quý vị nào có hộ khẩu ở thành phố thì đến địa chỉ này để mà gia hạn bát bò hoặc là làm lại bát bò mới. Còn ở địa chỉ 337 đường Nguyễn Trãi, phường Cư Trinh, quận Nhất thì họ làm bát bò, em nhớ không nhầm là họ làm bát bò cho những người ở tỉnh hoặc là ở những khu vực khác. Còn ở địa chỉ 196 Nguyễn Thị Minh Khai này thì họ chỉ làm bát bò cho những cái trường hợp mà có hộ khẩu ở Sài Gòn thôi. Bây giờ làm lại bát bò hoặc là gia hạn cái bát bò cũng dễ lắm quý vị. Đi đến trực tiếp để mà làm luôn chứ cũng đừng có nhờ qua dịch vụ gì để cho tốn tiền. Tại vì thủ tục làm nó cũng rất là đơn giản và rất là nhanh á. Nộp hồ sơ vô rồi cũng chỉ 2-3 ngày thôi là đã có được bát bao mới rồi. Mà bây giờ mình cũng có thể nộp online luôn á. Rất là đơn giản và rất là nhanh. Đừng có qua dịch vụ để mà tốn tiền nha quý vị. Em rẽ trái để qua khu vực công viên 30 tháng 4, nhìn Độc Lập rồi sẽ đi dọc khu vực nhà thờ Đức Bà. Chạy dọc con đường Đồng Khởi, đường tự do xưa để cho quý vị xem lại những hình ảnh của đường phố Sài Gòn ở khu vực trung tâm quận nhất.
Khu vực nhà thờ Đức Bà này thì họ đang trùng tu, và trùng tu cũng khá là lâu rồi, nhưng mà đến năm 2027 thì dự kiến thì mới hoàn tất quý vị. Ngay công sở Paris, khu vực nhà thờ Đức Bà, rồi khu vực Hồ Con Rùa thì những cái thương hiệu lớn, những chủ cà phê lớn thì họ dẹp tiệm và trả lại mặt bằng hết rồi. Ở đây phải nói là bây giờ những cái mặt bằng lớn như thế này thì giá cho thuê cả tỷ đồng cho một tháng, nên những cái thương hiệu lớn thì họ cũng không thể nào mà trụ vững ở khu vực đất đỏ như thế này. Em chạy thẳng đường Đồng Khởi, tức là đường tự do xưa, để cho quý vị xem lại cái đường tự do nha. Đây là khu vực nhà hát thành phố. Rồi đi con đường này nó song song với đường Nguyễn Huệ quý vị. Rất là đông. Ở khu này thì lúc nào nó cũng đông đúc tấp nập hết. Trước màn hình có cái xe bus 2 tầng nè. Ở đây nó giá vé cũng chỉ khoảng 150, 160 nghìn thôi quý vị. Và đi trên đó thì họ chạy khắp cái đường phố Sài Gòn luôn để cho mình ngắm cảnh. Nếu mà quý vị nào về Việt Nam chơi ấy, thì cũng có thể đi ngồi trên những cái xe bus này để mà ngắm thành phố nè. Không phải ngồi trên xe máy mà đi nó thì khói bụi, ở trên đó thì nó thoải mái hơn và nhìn bao quát hơn. Đi trên những cái xe bus như vậy thì không cần phải mua vé trước hay là đặt vé gì đâu, chỉ cần đến cái trạm của nó thôi. Trạm nó thì có khắp ở khu vực quận nhất này luôn, nhưng mà đến ngay khu Nguyễn Huệ rồi khu phố đi bộ này thì có nhiều trạm hơn, và mình bắt đầu từ đây để đi các khu vực khác. Nó đi qua bên quận 2 rồi đi qua quận 4, đi tới quận 3 luôn á, tùy theo cái tuyến nha, có tuyến đi hướng này, có tuyến đi hướng khác, tuy nhiên thì mình chọn theo cái tuyến mà mình thích á. Đến đây thì video cũng khá dài. Em xin phép với cô chú, anh chị và các bạn được khép lại video ở đây. Kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc. Nếu có những phút giây thư giãn trên đường phố cùng em thì đừng ngại đăng ký kênh, nhấn chuông bên cạnh để mà chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau trong những video tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.